giải sao mai đã chính thức trở lại tại thành phố Hồ Chí Minh. Vòng sơ loại diễn ra vào ngày 25 và 26 tháng 5. Vòng bán kết và chung kết tổ chức ngày 1, 2 và mùng 3 tháng 6 năm 2015. Bạn đã sẵn sàng tham dự vòng sơ loại sao mai tại thành phố Hồ Chí Minh? Yêu cầu đối với người dự thi: bạn là công dân có quốc tịch Việt Nam, có giấy xác nhận công dân hợp pháp, không vi phạm pháp luật và nằm trong độ tuổi từ 17 đến 26. Hãy chuẩn bị hồ sơ gồm đơn đăng ký tham dự chương trình, giấy xác nhận công dân, hai bản sao chứng minh thư nhân dân có công chứng, hai ảnh thẻ cỡ 46. Hạn cuối nhận hồ sơ đến hết ngày 24 tháng 5. Thí sinh tìm hiểu thêm thông tin nộp hồ sơ tại 232/14 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0808 5868, nhấn 214. Đừng quên tham khảo quy chế và thể lệ cuộc thi trên trang web vtv.vn. Hãy nắm lấy cơ hội, bạn chính là ngôi sao mai tiếp theo.